Audio Jungle. So cynical. If there's love in this life, we're unstoppable.
Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Các chương trình mà rất là cái giờ phút này thì hai bên cũng đã giao lưu và đã trao đổi những vấn đề rất là đặc biệt. Lần đầu tiên là tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của quý vị và các gia đình và bạn bè. Chúng tôi đề nghị là sinh nhật đã chúng ta cho giao lên chầu bình. Thì qua giới thiệu đoàn thì tôi là ông nội trong gia tộc họ Đặng Văn ở Câu Lao, Dì Phước Quảng Nam, Cha Phương. Đây là bố mẹ của Cha Phương. Đây là chú của Cha Phương. Đây là chú. Đây là đây là cậu. Đường phung ta sẽ liên kết với nhau và tạo thành quả đây. Bánh phu thê 108 cái bánh phu thê bây giờ 100 năm và không. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc mừng. Thank you.
who will always be. Kính thưa các vị quý vị người hôn, tình yêu hôn nhân và gia đình đã luôn là một đề tài nóng bỏng, đã làm cho các nhà thơ, các nhà văn suốt một cuộc suy nghĩ cho tới ngày nay, tốn kém không biết bao nhiêu là dễ vực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao. Trọn đời